Chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương về công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trong đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhất là việc lập hóa đơn điện tử và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo nhiều sở ban ngành cùng phối hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu duy trì hoạt động, đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Trong đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời nắm bắt các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, từ đó có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định. Ngày 23 tháng 3, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có thông cáo cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNEID, sau đó gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành thuế thu thuế hộ. Đồng thời, cảnh báo người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục Thuế khuyến cáo, người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức HTTP và tên miền quốc gia Việt Nam.vn là trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế có tên miền http://www.gdt.gov.vn. Việc mạo danh, giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân, lừa đảo người nộp thuế. Hành vi này đã và đang gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gây tổn hại uy tín, hình ảnh của cán bộ công chức thuế. Tổng cục Thuế đề nghị các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý. Đồng thời, cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất, đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường, ngày 23 tháng 3 là kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới. Cách đây 2 ngày, đơn vị này tổ chức hội nghị công bố báo cáo dự báo tình hình thời tiết và xu hướng thiên tai trên cả nước trong năm 2024. Tại hội nghị, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, năm 2024, nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, đồng thời đầu mùa mưa sẽ ít mưa nhưng mưa lại xuất hiện nhiều vào cuối năm. Căn nguyên của tình trạng thời tiết dị thường này là do ảnh hưởng của El Nino, và hiện tượng này đang có xu thế chuyển dần về trạng thái trung tính để trở lại hiện tượng La Nina về cuối năm. Đặc điểm chung của El Nino là gây nắng nóng nhiều, nhiệt độ tăng, ít có mưa bão. Nhưng ngược lại thì La Nina gây nhiều mưa gió bão, độ ẩm cao. Trong sáng ngày 23 tháng 3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tỉnh Sơn La đã có báo cáo thiệt hại do trận dông lốc, mưa đá chiều ngày 22 tháng 3. Báo cáo cho biết, dông lốc kèm mưa đá đã xuất hiện ở các huyện Sốp Cộp, Sông Mã làm 531 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 6 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng, ước tổng thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng. Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp, Sơn La, cho biết đây là trận gió lốc, mưa đá bất thường, trong những năm gần đây không xảy ra hiện tượng này.
ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng và các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thành phố Đà Lạt kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình vận tải khách tuyến cố định, lập bến cóc đón trả khách ngay tại văn phòng, chi nhánh của các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn như Điền Linh, Phúc Hải, An Anh, Thanh Bình Xanh, Nam Phát, Thành Bưởi, gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tại thành phố Đà Lạt nhiều nhà xe sử dụng công viên, khuôn viên khách sạn, đường phố, khu quy hoạch như công viên Trần Quốc Toản, gồm Vali, Hồ Xuân Hương, khu quy hoạch 5B, Phạm Hồng Thái, làm nơi đậu xe, thậm chí lập bến xe tại các khu vực công cộng, văn phòng công ty để tiện giao dịch luân chuyển hành khách, gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Ngày 23 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Việt Tân, sinh năm 1963, ngụ tỉnh Tiền Giang và Bùi Huỳnh Bá Phước, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng là công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm thực hiện. Nhóm này với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco, thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO thuộc diện tạm nhập, tái xuất từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ Vũng Tàu, cảng Lotus để móc nối với các thuyền trưởng, máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài, cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Sài Gòn Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng phạm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Trong đó có Lê Minh Thuận, sinh năm 1976, là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu. Nguyễn Huy Phương, sinh năm 1987, là nhân viên giao nhận công ty Sài Gòn Transco. Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976, là đối tượng chủ mưu. Lê Văn Phước, sinh năm 1984, là giám đốc công ty Sài Gòn Transco. Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định. Ngày 22 tháng 3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, dự án tưới tiêu thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục hư hỏng đường ống khi cho vận hành chạy thử nghiệm. Hiện chúng tôi đã cho đào và tiến hành thay thế ống mới vào đường ống để tiếp tục vận hành thử nghiệm dự án, vị này thông tin. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20 tháng 3 trong quá trình đi làm rẫy, người dân phát hiện một lượng nước lớn trồi lên từ lòng đất, nơi có vị trí đường ống của dự án đi qua. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, cơ quan chức năng đã huy động người, máy móc để khắc phục sự cố. Được biết, đây là lần hư hỏng thứ 15 kể từ khi dự án được đưa vào vận hành thử. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, dự án cấp nước thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 10 năm 2019, dự kiến cuối năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động. Dự án nhằm đảm bảo vùng tưới cho 350 hectare cây trồng tại thôn Tiến Cường. Tuy nhiên, khi đưa dự án vào vận hành thử, đường ống dẫn nước của dự án này liên tục vỡ đến 15 lần nên công trình chưa thể bàn giao.